trên dìa đó, trên dìa thật ở đây. Lắc lư hoài lại, lắc lư hoài lại ở trên dìa thật này. Thật ở trên dìa đó, trên dìa thật ở đây. Lắc lư hoài lại, lắc lư hoài lại ở trên dìa thật này. Ngọt ở bên đó, trong bình kẹo ngọt đây. Lắc lư lạch cạch, lắc lư lạch cạch, có bánh kẹo trong bình. Kẹo ngọt ở bên đó, trong bình kẹo ngọt đây. Lắc lư lạch cạch, lắc lư lạch cạch, có bánh kẹo trong bình. Trong cháo, cháo thì nhiều xúc xích. Xèo 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 xèo, tiếng xèo xèo vang rền. Xúc xích ở trong cháo, cháo thì nhiều xúc xích. Xèo 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 xèo, tiếng xèo xèo vang rền. Ở trên nia, trên nia mì ở đây. Chúng ta cuốn mì, chúng ta cuốn mì, ở trên nia có mì. Mì thì ở trên nia mì ở đây. Chúng ta cuốn mì, chúng ta cuốn mì, ở trên nia có mì. Nồi thì đầy bắp rang, nồi thật nhiều bắp rang. Lớp bắp nồi giòn nó không ngừng lại, bắp rang ở trong nồi. Nồi thì đầy bắp rang, nồi thật nhiều bắp rang. Lớp bắp nồi giòn nó không ngừng lại, bắp rang ở trong nồi. Chơi loopy loo, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đặt tay phải ở đây, bạn đưa tay phải ra đây. Bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này. Chúng tôi chơi loopy loo, chúng tôi chơi loopy đây. Chúng tôi chơi loopy loo, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đặt tay trái ở đây, bạn đưa tay trái ra đây. Bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này.
tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi lupi đây. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đặt tay phải ở đây, bạn đưa tay phải ra đây, bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi lupi đây. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đưa tay trái ở đây, bạn đưa tay trái ra đây, bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi lupi đây. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đặt hai tay ở đây, bạn đưa hai tay ra đây, bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi lupi đây. Chúng tôi chơi lupilu, chúng tôi chơi nó thứ bảy. Bạn đặt hai tay ở đây, bạn đưa hai tay ra đây, bạn đưa cánh tay lắc lắc và hãy xoay nó quay như thế này. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack, còn vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lần này kêu oanh oanh và lần kêu oanh oanh. Đây oanh kia oanh khắp mọi nơi oanh oanh. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lừa E-I-E-I-O. Lừa kêu hâu hâu và lừa kia hâu hâu. Đây hi kia hâu khắp mọi nơi hi hâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Tick tock, tick, tick tock, tick. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, hickory dickory dock.
The mouse ran up the clock. The clock struck two and down he flew. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck three and he did flee. Hickory dickory dock. Tick tock tick. Tick tock tick. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck four, he hit the floor. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck five, the mouse took a dive. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck six, that mouse he split. Hickory dickory dock. Tick tock tick. Tick tock tick. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 7, 8, 9, 10, 11. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. As 12 bells rang, the mouse he sprang. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Why, Scamper asked the clock. You scare me so, I have to go. Hickory dickory dock. Tick tock tick, tick tock tick. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Bạn có biết bài hát Selfie không? Nó dạy bạn làm thế nào để chụp ảnh tự sướng hoàn hảo. Mỉm cười bạn ơi, phải nhăn mặt, hai tao gian đi nào. Hai sắc đi, cái điện thoại chụp ảnh khắp nơi ở đây. Bạn phải ngắm đi cái miệng mình cho đến khi giống chú hề. Bạn phải luôn luôn kết bạn màu đen trắng hay nâu này. Mỉm cười bạn ơi, hãy nhăn mặt, hai tao gian đi nào. Bởi đó là cách chụp ảnh tự sướng của chúng ta. Hãy nhìn tôi đang lộn ngược. Chụp này. Mỉm cười bạn ơi, phải nhăn mặt, hãy tàu gian đi nào. Hãy sắp đi cái điện thoại chụp ảnh khắp nơi ở đây. Bạn phải ngắm đi cái miệng mình cho đến khi giống chú hề. Bạn phải luôn luôn kết bạn màu đen trắng hay nâu này. Mỉm cười bạn ơi, phải nhăn mặt, hãy tàu gian đi nào. Bởi đó là cách chụp ảnh tự sướng của chúng ta. Ô, nhanh lên, tôi trông giống như một con vịt. Chụp này. Mỉm cười bạn ơi, phải nhăn mặt, hãy tàu gian đi nào. Hãy sắc đi cái điện thoại chụp ảnh khắp nơi ở đây. Bạn phải ngắm đi cái miệng mình cho đến khi giống chú hề. Bạn phải luôn luôn kết bạn màu đen trắng hay nâu này. Mỉm cười bạn ơi, phải nhăn mặt, hãy tàu gian đi nào. Bởi đó là cách chụp ảnh tự sướng của chúng ta. Bạn có thích bài hát Selfie không? Nhớ hát nó lần tới khi bạn chụp ảnh tự sướng nhé.